gia đình nhá. Đây đó, review lại sửa cao su này, đi qua đây này. Đây đây là có không gian để chụp máy chụp ảnh. Tới nay người ta thiết kế một cái cầu nha mọi người. Đây có một cả team này chụp ảnh nhá. Đây rất đẹp luôn đó, đặc biệt là có hai người màu đang ngồi để cho mình quay luôn. Đấy à, hôm nay Hoàng Vlog sẽ cho mọi người khám phá được cái vẻ đẹp tự nhiên ở đây. Đấy à, giờ mình ngồi có quay đây, quay có đẹp lắm đó. Đó mọi người bây giờ là không khí rất là rộn ràng luôn nha, nhất là mùa hè như thế này mọi người đi du lịch nhá, đi du lịch đi khám phá ở đây rất là nhiều luôn. Đây đó, đấy có anh vào đây đây rồi. Đây hôm nay mình sẽ thử thách ăn một mâm đoán nha mọi người. Đây rất là nhiều đoán luôn này. Bây giờ là mình phải thử thách chip chip này, phải chip chip chế mỏ cao nướng. Ui ngon, chân gà này ăn giòn nha mọi người. Hôm nay mâm đồ ăn rất nhiều luôn. À Phương với lúc quay cho mọi người xem. Đây mâm gà này. Đấy xuống ngon luôn. Hello chị Trang, hôm nay chị đi suối cảm giác cái thế nào ạ? Rất chi là buồn bã. Ôi trời ơi, mà thấy ăn nhiều cái đi. Vâng, nhưng mà ăn nhiều cái đi. Rồi, có chị Trang ơi, giờ đang mịt nha mọi người. Đó, có cả chôm chôm này, chôm chôm quay vô luôn này. Đấy, chôm chôm, đó. Chân gà. Đấy. Hôm nay chị Trang buông bà đi suối nha. Chân gà. Còn mình có bé đây đấy, có bé hôm nay đi đi suối vui không? Vui lắm hả? À, suối mặt mẹ á. Đấy, hôm nay chị Trang bé Nhi Nhi sẽ đi suối nha mọi người. Cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ cùng người có Nhi đi thăm khám phá đây này. Rồi. À, bắt đầu lúc này. À. Quay đây. Hôm nay sẽ gặp gỡ được hai anh luôn nha mọi người. Mệt nữa nữa. Rất là vui lúc này. Mệt nữa. Đó. Rất là hạnh lời chào với anh này. Rất vui quá. Cảm ơn anh. Dạ Hoàng Vlog. Hoàng Vlog ạ. Dạ. Mẹ Vlog ok không? Dạ. Cảm ơn anh nha. Dạ, đi review từ đó. Bắt tay với chủ. Thôi. Đi du lịch vui ghê, nó có nghe. Đó. Hôm nay gặp hai anh vì khách Huế của mình rất là vui nha mọi người. Vì cảm giác đi Huế cái su đây rất là tuyệt vời luôn. Quả mạc anh ơi. Quả tuyệt vời luôn. Mùa hè như thế này chúng ta đi cùng gia đình về đây trải nghiệm những chuyến đi như thế này thì quả thực tế. Đấy. Có đây có rất núi rừng này, cái suối này. Có những tảng đá rất là thú vị luôn nha. Đấy, mình sẽ quay ra phía trước này. Quay phía trước. Đó, để đây nhìn xuống nó đi nha, nhìn xuống những đẹp lắm đi. Đấy. Quay cho mọi người xem nha, ở đây, ở đây chúng ta sẽ nhìn xuống bên dưới. Đó, bên dưới là có một khe suối để cho chúng ta tắm nha mọi người. Đấy, đó, đang bơi đi, mọi người đang bơi luôn nha. Đấy, đang bơi nè, từ cái đây, đây. Bẻ là nơi cái nút cái. Một cái này lên xuống bè đó. Đó. Đây, mình sẽ review lại đây này, đây là cỏ trang trí này. Trang trí những chùm nho này. Tạo cảnh quan cho khu du lịch nha mọi người. Đây là suối Cát Su số 4. Đây là cỏ treo lông đen này, đó, và đây là những vị khách đang tắm. Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Rất là nhiều. Và bây giờ dừng lại đi. À, rồi bây giờ mình sẽ quay phía dưới cho mọi người nhìn không cần tắm nhộn nhịp đi. Đó, mọi người đang bơi luôn. Đây, rất là thú vị nhộn nhịp nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi theo để cho xem em gái tôi giới thiệu được. Rồi. Hello em gái.
Hôm nay đi du lịch vui không? Hello mọi người, hôm nay là mình đi xuống cái thu phố. À. Mọi người rất là mạc mè. Rất mạc mè á? Ở cái nhắn này tới xuống đây khám phá nha mọi người. À, xuống này mua hè mạc hè? Mua hè này rất là mạc, bây giờ mình thấy ảnh à đó, ta quân chuẩn bị đi theo ô bé nha mọi người, ô bé đi mô là mình đi theo để khám phá cái suối này. Đói qua đây, qua đây, qua qua công đi, qua công đi. Đây, nơi đây có một cây cầu nha mọi người, đi xuống, đi xuống, đi xuống, phải lướt xuống một cây cầu đi xuống này. Đấy, xuống lại ở đây đá rất nhiều nhá, người ta thì đá rất nhiều đấy. Đây là ở đây có độ sâu của cái suối này thì tầm vô 2 mét nha mọi người. Đây cho xem em ra tắm này. Đó. Chuẩn bị xuống bơi này. Coi rước đi. Đó. Được ở đây rất trong vắt nha mọi người. Trong vắt và mát mẻ lắm. Mùa hè như thế này thì trải nghiệm cái suối này rất là thú vị. Mọi người hãy cảm thả và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp ở đấy nha. Đấy. À, cháu đi tư cái bò nhá. Rồi đi tư cái chợt trứng nhỉ, chủ quán nhá này. Đó. Đấy. Cảnh tượng rất là nhộn nhịp luôn. Có mấy được không? Có mấy được không? À, chủ quán này có con nó bé nhá, nằm nó đấy nhá. À, đó cháu nằm pháo đây. Nằm pháo bơi. Bơi đi. Ông nhi xuống gì ô đừng được rồi, ông bơi đi rồi, ông bơi rồi. Đấy. Ô quay ông nhi này. Quay ông nhi. Đó, rất đẹp luôn nha mọi người. Ở nơi đây mình bơi những cháu nhỏ là cần có pháp cuộc sống nha. Thì đi phòng những trường hợp đuối nước. Đấy. Đó. Đó. Rồi, chờ được lên. Rồi, quay. Đi lên cầu ta quay cho ông vòng đi qua rồi đẹp bé này. Rồi, bây giờ mình sẽ khám phá em bé đi qua cầu nhá. Ở đây có cái cầu này. Cầu đi qua lại này, đấy. Đi qua nhỉ. Đi từ thôi. Đó, rất đẹp luôn. Hôm nay trời có vẻ dím này. Đấy, ở bé sơ đi ở nhà đi mấy người ơi. Nhà mình đi 6 người đấy. Hôm nay sẽ trải nghiệm chuyển đi suối nha mọi người. Nhà đi 6 người đấy. Kịp ra đường này có quay lắm đi. Hôm nay con tắm suối vui không? Đấy. Mưa à? Tắm suối vui không? Vui à? Bữa sau đi nữa không? Đi à? Bữa sau rủ cô đi nữa nhá. Rủ cô đi nữa nhá. Cháu la đi nữa nhá. À, giờ ghê đấy. Mềm mê rồi hả? Giờ mọi người ra về nhá mọi người. Đây, giờ chiều rồi cho nên phải tán thủ. Tán thủ ra về đó. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái suối đây thì chúng con thì cảnh quan rất là nhiều đẹp nhá mọi người. Đấy. Có núi, rồi có cây. Cô đi ăn gì đó? Ăn gì? Ăn mít rồi bấy. Ngon ghê, đủ ngon ghê ấy. Chào đó. Đấy. Mình sẽ khám phá đấy nha mọi người. Rất là nhiều luôn, rất là đông vui nhá. Đó. Anh Phạm quá rồi, em Phạm quá rồi. Em phát này, em bảo mê này. Ôi dạ, ôi dạ, nhìn nữa. Anh Tám à? Đấy. Đây. Mọi người đang bơi, tập bơi. Hello, hello. Tầm ghê nữa. Đó, công cảnh rất là nhộn nhịp luôn. Bơi coi.
À, hôm nay con chia sẻ ra chuyện tập bơi đầu tiên nha mọi người. Bơi đi. Em phải đi ra theo. Em mới tập bơi cho nên cần phao cứu sinh nghe chưa? Có gì phải có phao cứu sinh này. Bơi đi. Bơi ghê bơi. Đó, rất tuyệt vời luôn. Yêu chưa? Hai chọc ơi, lúc giờ là lại đang yếu lại nhỉ. Đừng la chú quay đi. Ồ, mẹ la đang chuẩn bị xuống bơi. À, mẹ phạt phải phạt chứ. Ui. À. Đó, dạng rất đẹp luôn. Trời ơi, như gái chết chồng luôn. Ghê quá. 2, 3, vô. Đây, không cần rất là tuyệt vời luôn nha mọi người. Địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là những khe suối thu hút khách vào những dịp như thế này. Ở đây thì gồm có một khe suối chia làm hai ngang. Và được thể dựa là một cây cầu đi ngang qua. Để đi ngang qua hai bên và hai bên người ta sẽ thiết kế các chơi nha mọi người. Đây, các chơi lá. Các chơi lá xung quanh. Xung quanh có như đá. Đấy, xung quanh cho mọi người xem. Đó. Ủa, để đi ngang qua con suối này nha mọi người. Cái cầu này được trang trí bằng các cành hoa lá nhựa. Đấy, để tạo không khí bắt mắt và đẹp ở đây. Đây là vào buổi chiều thì xung quanh đây được bao quanh bởi các ngọn núi cao đô sô nha mọi người. Đấy, các ngọn núi rất là cao luôn, tạo ra cái suối dừa để cho chúng ta đi thư giãn và tắm ở đây. Đó. Đây được trang trí các chùm cây, các cây xanh. Đó, các chùm nho này. Đây là không gian phía dừa dòng suối nha mọi người. Đấy. Và chúng ta sẽ bắt gặp những du khách rất là nhiều luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Ở phía đây thì đá. Bạc đá. Người ta chẳng được lại đây để tắm nha mọi người. À, phía đây thì được thiết kế cái cầu đi ra để tắm này. Đây. Cái cầu này đi ra để nhảy nha mọi người. Đấy, nhảy đi. Đó. Cái cầu này thiết kế cho du khách đi ra đấy nhá. Đấy. Đó, mình ra đường đây rồi mình sẽ có rồi mô. Phú Bài á, Phú Bài về đây chơi gần đi. Đi về gia đình á. Đi chưa á. Để giới thiệu đoàn hoàng đi. Giới thiệu mọi người, đây là người đẹp đến từ Quảng Trị. Mô đen Quảng Trị 34. Đó, đeo cành đen. Áo cà sa. Quần xanh. Hôm nay đi suối Quảng Trị. Có đối lời gì gửi đến những bạn trẻ hay là những vị khách đang xem không? Hello trời nhà đang chụp ảnh nữa. Có đó đang chụp ảnh nữa. Từ nhảy á, khoan để chụp quay rồi đấy. Rồi, đừng mấy nhau cái quay nhanh. Ui gì đã, bà ghế bấy. Rồi. Đó, sau khi nhảy là mình sẽ báo pháo cửa sân nữa nhá. 2, 3. Ui chưa được nhờ đã rồi. Nhảy mà nổi luôn, nhảy hắn kim này. Đó. Đối thấy quá ấy. 2, 3 nhảy. Ui trời. Đó, chỗ này là địa điểm thu hút rất là nhiều khách tập trung và tắm ở đây. Con suối này rất là mát luôn. Để nguồn nước từ trên nguồn chảy xuống nha mọi người. Em muốn một quên nào, cái này cháu cho đưa đây. Chú đi bài. Đi bằng đấy. Được ghê vậy. Nhai chú quay vô. Ui, được ghê vậy, mà đang đi suối đâu ghê vậy. Đó, chú quay này.
Đi lâu chưa? Đi mấy tiếng rồi? Đấy. Hai người à? Tầm ghê vậy. Đi hai người đó. À, tiếp theo chúng ta sẽ khám phá hai người đẹp nhảy này. Đây là câu chuẩn bị lấy đà. Lấy đà để nhảy. Nhảy rồi ba, nhảy. Quang, quay ra này. Ở Nhi về thì đang chụp ảnh cho mọi người. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Leo ghê vậy. Con lá chỉ khó cái đấy. Mới nào, thắng xuống ơi. Thắng con xuống ơi. Mới nữa. Ui trời ơi. Ui ui. Ui ui. Không. Đây là cái câu để cho chúng ta để về đây nhảy. Nhảy là vẫn đứng trên độ cao này nhảy trước. Yeah. Xin chào nha, mấy em ở thôn 2 phải không? Ở thôn 2 phải không? Đồ ăn ở thôn 2 đây. Anh đang quay YouTube. Đập lên Hoàng Vlog là sẽ có nhá. Hoàng Vlog. Hoàng Vlog. Giới thiệu không? Giới thiệu tên đi, đập lên là coi mấy đứa rồi giới thiệu tên coi. Đấy. Ba là có đứa đúng không ạ? Có ba là đi suối nhá, đồ bắt cặp đi đấy. Đấy đây là phá. Đấy. Giới thiệu tên rồi đặt lên mới coi thầy tên nhá. Đó, cái suối rất là đông mịt cuốn trong đấy. Rất là đông. Đấy, mùa hè như thế này quả tuyệt vời luôn. Cặp được dị trang của Phi Quang Vy đến Huế để khám phá khu các suối săn. Đấy. Anh Tạc chưa? Anh Tạc bác ơi! Anh gì đó? Tạc người đó hả? Anh chuột chưa? Chuột anh gì đó? Chỉ mất đây! Quay đi! Đúng không? Phải rồi! Ôi chú đùi chú mây. Đó chú mây. Tuyệt vời luôn. Hi hello. À chú mây nữa. Ghê mây. Ôi dưới. Ghê được mây. Chú mây đặt cái gì đó hả? Rồi. Đó chú mây. Rồi năm nào đó hả? Ghê mây. Rồi coi chú năm nào không? Người đẹp.